con này nó không phải màu này nha anh em, cái màu này là người do người ta dán á, nó như là màu xanh đó, để bật lên cho anh em coi, nó màu xanh này, xanh giống cái chiếc phép ở cửa hàng mà đậu đó mới vừa bán xong, anh em đi dán tem ha. Xe này thì mình về mình đăng ký nha, thì vẫn đăng ký màu xanh nha anh em. Đó, còn cái dạng keo nhựa này, keo này tao không có tính đâu. Keo này mình dán muốn lột với nào lột. Nó quan trọng là cái màu sơn ở trong cái áo. Ta tính cái màu là màu từ đó ha. Chứ anh em không có đăng ký màu trắng. Anh em trường hợp anh em đăng ký màu trắng cũng vẫn được. Cũng vẫn được bình thường anh em nha. Đó. Màu trắng thì anh em làm cái đơn thay đổi màu sơn. À, nếu mà anh em đưa dịch vụ họ làm cho hết trơn. À, cái dè này người ta cũng dán đẹp quá ha. Em thấy dán khéo quá nên em để luôn. Để review anh em coi, quyền review cho anh em coi. Xe này qua em kiểm tra rồi, chất lượng rất là tuyệt vời vậy nè. Chất lượng ok lắm. Máy móc nhôm rồi của nó cũng trắng tinh rồi nè. Nồi này thì bên đây có mở vệ sinh nha em ha. Mở vệ sinh. Vệ sinh dây co go. Cái phần nồi này nè, anh em đừng nghĩ nó giống như xe số, nó không phải đâu nha, nó không có nhớt nhau vậy chứ á. Đó, anh em mở ra giữ cái nắp chụp. Đó, nó chụp mấy cái dây co ro với mấy cái dẫn động thôi chứ không có nhớt nhau gì đâu. Tháo thì dán đẹp anh em ha. Khỏi tháo để vậy luôn. Máy móc thì bao anh em zin. Nãy giờ em kiểm tra con là mới về luôn á, không làm rửa luôn nha anh em. Để móc cờ review anh em coi luôn. Đó. Cái nó xịt dầu vô là nó trong nó đẹp bên này nha mọi người. Để vô quay luôn. Ổ mất cây luôn nha anh em. Hồ sơ có sẵn luôn. Con này phép giao lưu với anh em 56 cũ anh em ơi. Tính là 56 cũ, bây giờ anh em đi mua con AB Thái thì chung đi cũng ok mà. Nó không có hiện đại như mấy con này ha. À, như con này thì nó phun xăng điện tử tích hợp các hệ thống đề từ gì đó nó không có kêu. Còn vô hãng thì năm mấy triệu anh em mua không được con SMO. Nói chung là cũng đáng suy nghĩ ha. Giá tầm năm ngoài cũ này. Lít thì nói chung là đi vô đói này. À, nó hồi nào tới giờ nó như thế đó. Có nhiều anh em hay nhầm giữa cà lít nè với Wario nè. Đó, Wario là tên gọi của xe mẫu này, kiểu dáng này mà sản xuất tại Indonesia anh em nha. Còn cà lít á là kiểu dáng này, mẫu này sản xuất tại Thái Lan. Tức là Thái Lan kêu cà lít. Đó, Indo thì kêu là Wario. Chứ không có nó hai loại xe nó sản xuất ở hai nước khác nhau anh em. À, giống như Future mình ở Việt Nam mình kêu Future, còn bên Thái mình kêu Way. Còn ở bên Indo thì kêu Supra. Dòng xe giống gì nè, nhãn hiệu Supra. Cái hộp sơn nó xinh chằn vô hẹp vậy nè. Đó. Đi cũng rất hay á, con Supra nó được phép cũng có mua bán hoài. Dòng xe này nó cũng vậy thôi. Con này thì giá nó, nếu mà so với xe ga ở Việt Nam mình thì nó ngang với con AB Việt mình á. Đó. Thì nó song song giữa ba dòng xe của ba nước anh em. Ví dụ Việt Nam thì kêu là AB. Đó, Thái Lan là Click. Đó. Indo là Wario. Ha, à, đẹp nha anh em, con này đẹp đó. Anh em cứ coi y như video à. Có giờ cần thêm cái thông tin là muốn chụp chỗ nào đó. Cái anh em kêu trắng về trường ha. Hai em mới chụp chưa? Sang thì nó mới cưới vợ bởi cho nó nghỉ hưởng tuần trăng mặt rồi em ơi. Đó. Máy đi rất là ngọt nhẹ nha anh em. Nãy có chạy từ ở chỗ lấy đem về tới nhà. Đã lắm. Ha. Năm mấy cũ chung là mua cái hàng này bảo mẫu nha. Hàng này bảo mẫu nha.
Thằng này nó bỏ mẫu năm 2019 20 gì đó. Năm 19 20 em không nhớ rõ. Không xin lỗi, năm 2018 gì đó. 20 là đúng, 20 mẫu mới rồi. 2018 đúng rồi, kết thúc mẫu này. Đó, và 2019 đâu lên là cái mẫu có hai cái đèn nhanh, cái đầu bự bự chút chứ không có mà gọn, tinh gọn sắc sảo như cái mẫu này ha. Đó, em cũng còn con mẫu hiện đại này. Mẫu này là mẫu giữa đó, nó còn thế hệ sau nữa. Anh em thấy không? Nó rẻ hơn. Đó, tuy là sản xuất sau đó. Đắt mới hơn đó. Nhưng mà giá rẻ hơn cả chục cũ so với cái con mẫu cũ này anh em nha. Đó. Ha, thiết kế nó không giống nhau nha. Con kia ngoài kia có hồ sơ sẵn nha, con này có biển. Con này anh em rút tốn phí. Hai cái nhanh nè. Đây là biển số gắn tạm để người ta đi cà phê pháo được vòng anh em nha. Rồi, anh em khoái mẫu clip này thì alo cho em nhé. Em thấy năm mấy cũ thì bán rất là chuẩn cái thị trường của anh em ơi, chứ không có rẻ hơn nữa đâu. Rẻ hơn nữa trường hợp mấy cái xe nó không đúng xe đâu nha. Đó, tiền là của nấy. Anh em thấy thích hợp thì cứ alo em. Thậm chí có mấy con 125 này em bán cả hàng 6 nha em. Hả? Hàng 6 là như thế nào, hàng 6 anh em? Tại vì nó chất lượng hơn ha. Tức là nó đi ít hơn, cốt trước cốt sau chưa mở vân vân, mây mưa mưa. Nó vậy đó. Nói như con xe này thì cũng chất lượng rồi. Đó, vấn đề máy móc này kia đồ thì em bao cho anh em nha. Bảo hành động cơ cho anh em 6 tháng anh em đi vô tư có trục trặc vấn đề kỹ thuật ở trong động cơ thì một hoàn một nha anh em ha. Anh em có thể gửi trả xe bất kỳ lúc nào. Đó. Cái vấn đề rồi, vấn đề máy chất lượng thì bao zin anh em nha. Bao zin im chất chứ không phải zin mà kêu lòng còng luôn nha anh em. Hả? Rồi cảm ơn anh em đã coi video. Xem nhớ đăng ký kênh cũng như theo dõi để tìm được cái xe mình yêu thích anh em nha. Rồi xin cảm ơn.